Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh shop hàng bãi này, shop đồng hồ bãi các bạn nhé. Đấy thì các bạn nào quan tâm mắt sản phẩm bên đây cho em số điện thoại 0818131998 nhé. Bắt bước vào xem video thì ủng hộ cho em xin một like, đăng ký kênh, chia sẻ kênh các bạn nhé. Nên là cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bước vào xem video thì trước mắt các bạn là một con ai trí tốc này, đấy, con Jupiter quét 30 ngày các bạn nhé, con máy của Java. Đấy, con này thì rất là còn đẹp luôn, còn rất là đẹp luôn các bạn nhé. Con này chiều cao của nó là 41,5 cm và chiều ngang này của nó là đường 24 cm. Đường kính của mặt đồng hồ này là 18 cm, còn mặt của nó là mặt kính mo các bạn nhé, mặt kính mo đó. Các bạn nào quan tâm thì lên mã cho em này, lên mã cho em con này thì có tiếng chuông của nó này. Đó, tiếng chuông của nó rất là nghe rất là vang các bạn nhé. Đấy, còn nhìn nó rất là mới, rất đẹp luôn, hàng nguyên bụi mới về. Đấy, các bạn nào quan tâm thì lên mã cho em. Mã là hôm qua là mã số 475, mã 475 V476 các bạn nhé. Còn mã này là mã 476, có với giá là 1.450.000 các bạn nhé, 1.450.000. Đấy, 1.450.000 à, một và 1.450.000 đi. Đấy, con IC tốc các bạn nhá. Đấy, thôi cái này phát đầu tiên lên thì giảm cho bạn là còn 1.400.000 này. Đấy, 1.400.000 cho mã 476 các bạn nhá, 476, 1.400.000, 1.400.000 này. Đấy, các bạn nào quan tâm thì lên mã cho 1.400.000 nhá. Đó, con Jupiter có 60 ngày này. Con này con 60 ngày coi nhá. Ta chỉ tốc có 60 ngày. Ba mươi phút thì điểm một chuông thôi. Và tròn giờ thì đánh đủ nhé. Đấy, đấy, hàng nguyên mụn mới về coi nhé, nhìn rất đẹp luôn coi nhé. Đấy, gỗ lạc thì rất là ok. Đấy, em chưa có lo chùi gì đâu. Đấy, các bác này em vội và về vội với cho nên chưa có lo chùi được, thì khi gửi đi thì em sẽ lau chùi cho các bác. Đấy, sẽ lau chùi cho các bác. Đấy, các bác nhìn chưa, lau đi các nhìn sáng láng ngay. Thì các bác cứ đặt hàng liên hệ đặt hàng thì em khi gửi đi em sẽ lau cho chùi vệ sinh cho các bác cho nó sạch sẽ. Đấy, con này thì chiều cao của nó là đi 43,5 cm và chiều ngang này của nó 26,26 cm. Đấy, con này nhìn rất là đẹp luôn con nhé, còn rất là đẹp luôn. Đấy, con này lên mã cho em là con mã số 477 các bác nhé, con V477 gửi đến có là đi 1.450.000, 1.450.000 cho mã 477 cốt của nó được 60 ngày các bạn nhá. Cốt có 60 ngày nhìn nó rất đẹp luôn các bạn. Rồi tiếp tục lên một con cốt 30 ngày này. Con này còn cốt 30 ngày thôi nhé. Đấy, tiếng chuông của nó ngân rất là hay luôn. Đấy, 30 phút là điểm một chuông. Chờ giờ sẽ đánh đủ cho các. Con này các bác lên mã cho em là mã số 478 nhé. Con mã 478 này có chiều cao của nó là 42 cm và chiều ngang này của nó là được đi 25 cm. Đấy, rồi các bạn nào quan tâm thì lên mã cho mã số 478 V478 thì nó là 1.300.000 thôi nhé, 1.300.000 cho mã 478. Đấy, và các bạn quan tâm lên mã cho 1.300.000. Rồi lên một con mã số 479 này.
con mã 479 các bác nhé. Con này đánh gông vòng, con này thì đánh gông vòng các bác ạ. Không quá lên đúng không? Đó, đánh gông vòng con nhé. Hàng còn nguyên bụi con nhé. Đấy, các bác nào liên hệ thì cứ quan tâm mã nào liên hệ cho. Trước khi gửi đi sẽ vệ sinh cho các bác. Con này thì chiều cao của nó là tổng chiều cao là đi được 50cm con nhé. Và chiều ngang này của nó được 24cm. Mặt kính là mặt kính phẳng con nhé, 15cm. Lắc rất mạnh luôn, đánh gông vòng rất vang. Con này lên mã cho là mã số 479 này. V479 nhé. À, 479 con này phải đến là 1.200.000 nhé. 1.200.000 cho mã 479 này. Đấy, các bác quan tâm lên mã cho 479, 1.200.000 nhé. Rồi tiếp tục đến một con đồng hồ Senco Code, con Jupiter Code 30.000, Code 30.000. Con này con chân dài các bác nhé, con này chân dài em sẽ để dịch máy xa ra ngoài. Đấy, con chân dài. Con này thì con này được chiều cao, tổng chiều cao của nó là đi 78cm các bác nhé, 78cm chiều cao. Và chiều ngang này của nó 31cm. Mặt kính của nó mặt kính được 20cm. Mặt kính mo các bác nhé, mặt kính mo, quả lắc rất đại luôn. Đấy. Nghe chuông rất vang luôn. Đấy, đầy cả nó cũng nghiêng. Các bác nào quan tâm thì lên mã cho em nhé. Lên mã cho em là mã số 480. 480 các bác nhé. Còn V480 rồi đấy là 1.900.000, 1.900.000 cho mã 480 thì coi nhé. Đấy, 1.900.000 cho 480. Rồi lên con cốt 60 ngày nữa này, con này con Jupiter cốt 60 ngày nữa luôn nhé. Đấy, cốt 60 ngày. Con này là đẩy thì cả nó, con này nó ngắn hơn. Đó. Có 60 ngày này. Con này đấy các bác về bác treo mà cái quả lắc nó cứ dọi thẳng tâm cái này nhé. Cứ dọi thẳng tâm này. Đấy là có đẩy phát nó lắc ngay. Chả phải quan trọng gì cái vấn đề nó cứ phải thẳng mà nó lắc. Đó. Con ai chi tốc nhé, ai chi tốc có 60 ngày. Con này lên mã cho em là mã số 481. 481 có chiều cao của nó là 43cm và chiều ngang này của nó là 26,5cm. Mặt kính này được của nó là 20cm. Con lên mã cho em là 481 nhé, V481 này. Ở đấy có là 1.450.000. Đấy, 1.450.000 nhé cho con chỉ tốc này. Đấy, cót 40 à, cót 60 ngày. Rồi lên một con gông vòng nữa này. Con này con gông vòng con nhé. Đấy, gông vòng. Cái này các bác yên tâm là tay cốt quả lắc đầy đủ cho bác luôn nhé. Con này tổng chiều cao của nó được ghi tổng chiều cao được 52cm và chiều ngang của máy này được 25cm. Đó. Con này các bác lên mã cho em là mã số 482. Con V482 thì đến có là 1.250.000. 1.250.000 cho mã 482 các bác nhé.
Đấy, con này cũng rất là đẹp luôn, chưa có bị vỡ, biết là thùng bè chưa vỡ, kính không vỡ nha con nhé. Mặt kính này mặt có là mặt kính phẳng thôi. 482, 1.250.000. Rồi một con Senko cốt 30 ngày nữa này. Đấy, con này cũng là nguyên bụi luôn con nhé. Các bác yên tâm mà khi mà các bác đặt hàng gửi đi thì em sẽ lau chùi và vệ sinh sơ cho các bác. Với khui ra xong nó còn đang xốp xếp xích bừa này. Đấy, lau đi sáng sủa sạch sẽ ngay. Con này mặt kính phẳng các bác nhé, mặt kính phẳng này. Con này có lịch luôn, con này có lịch luôn. Đấy. Lên mã cho em là mã số 483. Con 483 có chiều cao của nó 43 cm, và chiều ngang này của nó 26. Đấy, mặt kính này nó 20 cm. Và tiếng chuông của nó em sẽ test sau. Đó. Đấy, con này có lịch mà vẫn nhảy lịch bình thường nhé. Chỗ này cái phần cửa cánh cửa nó xước sát chỗ này này coi nhá, xước sát đây này. Đấy, phần cánh cửa nó xước sát đây này. Rồi có lên mã cho em mã số 483. Con V483 gửi đến có là 1.400.000 các bác nhá. 1.400.000 cho mã 483. Đấy, có lịch nhưng mà nó bị xước sát tí cánh cửa thì em sẽ gửi đến có là 1.400.000. Đấy. Rồi lên mã cho em 1483 nhé. Con Senko này, con này cũng bị nó bị bong chóc cái khớp này nha, đây này, cái khớp nó đang bong chóc này, đấy các bác nhá, đấy, phần khớp đang bong chóc. Con này lên mã cho em là mã số 484. Đó. Có được 21 ngày các bác nhé, có 21 ngày. Con này lên mã cho em là mã số 484 này. Con V484 gửi đến có là 1.100.000 nha con, 1.100.000 cho mã 484 các bác, về làm cánh cửa lại, làm cái phần phóc mặt trước lại nhé. Con này con 485 coi nhá. Con này mã số 485. Đây con này đây, về bụi vẫn còn đang rất là dơ. Rất là dơ luôn các bạn. Thì bỏ test chưa có vệ sinh được nên các bác thông cảm. Trước khi gửi đi thì anh sẽ vệ sinh lại cho các bác cho sáng sủa sạch sẽ luôn. Con này các bác quan tâm thì lên mã cho em là mã số 485. Có chiều cao của nó là được đi 54 cm. Và chiều ngang này của nó được 37 cm. Đường kính của mặt đồng hồ này 20 cm và mặt kính mo thôi nhá. Đấy, quả lắc vàng đánh 2 vuông đồng bạch. Đấy. Trên này thì cái mão ở cái chỗ này nó bị vỡ một miếng ở đây nha con nha. Đấy, chỗ này chắc là nó còn cái chóp ở đây nữa. Con này thì tiếng chuông của nó này kim vàng rất là đẹp luôn. Đấy, tiếng chuông nó rất hay. Các
bác nào quan tâm thì lên mã cho em nhé, lên mã cho em, lên mã cho em là mã số 485 V485 nó là 1.500.000 1.500.000 cho mã 485 các bác nhé. Rồi các bạn nào quan tâm mã nào thì liên hệ cho em theo số điện thoại 0818132198 này. Và các bác quan tâm mã nào thì cứ liên hệ cho em nhé. Và xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Hôm nay thì em vội lắm, chỉ lên được một số cái cơ mới về thôi. Đấy, chứ còn hàng khui chưa lên được. Các bạn xin thông cảm cho các bác là lên được ít thế thôi nhé. Xin thành cảm ơn các bác.